Kính chào các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin đợi tàu sân bay Mỹ vào Việt Nam, Trung Quốc ra tay hạ độc thủ. Chiều ngày 4 tháng 4 năm 2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trách cứ Đại tá Brett, người chỉ huy tàu sân bay USS Theodore vừa bị cách chức vì đã cho thủy thủ lên bờ ghé thăm Việt Nam, khiến họ bị lây nhiễm cúm Vũ Hán. Ông nói, bây giờ tôi đoán thuyền trưởng đã dừng lại ở Việt Nam và mọi người đã lên bờ ở Việt Nam. Ông Trump đã nói như vậy theo biên bản của họp báo của Nhà Trắng đăng tải hôm 5 tháng 4 năm 2020. Đây là hình ảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump tại cuộc họp báo vào hôm 4 tháng 4 năm 2020 và Đại tá Hải quân Brett Crozier, chỉ huy của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt vừa bị cách chức. Ông nói thêm, rất nhiều người đã lên bờ, họ quay trở lại và họ bị nhiễm bệnh. Tổng thống Donald Trump đã nói như vậy tại cuộc họp báo và Nhà Trắng vào hôm 4 tháng 4 năm 2020, khi được hỏi về quyết định cách chức Đại tá Crozier vào hôm 2 tháng 4. Tính đến ngày 5 tháng 4 đã có 155 thủy thủ trên tàu và bản thân Đại tá Crozier đã bị nhiễm cúm Vũ Hán. Một điều đáng ngạc nhiên là phía Việt Nam, nhất là khu vực Đà Nẵng, không có báo cáo ai bị nhiễm cúm Vũ Hán, trong khi có hàng trăm người Việt Nam, bao gồm cả quan chức, chính quyền, sĩ quan hải quân, các nhà báo và người dân đã tiếp xúc trực tiếp với đoàn thủy thủ này. Có lẽ quý vị không làm điều đó giữa đại dịch hay điều gì đó tương tự như vậy, không nhất thiết phải dừng lại và để cho các thủy thủ lên bờ. Tổng thống Mỹ Donald Trump đã nói thêm như vậy, vẫn theo biên bản cuộc họp báo của Nhà Trắng được công bố. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nhà quan sát chính trị ông Quang Hiếu Minh vào hôm 6 tháng 4 nói với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tiếng Việt rằng lời trách cứ của Tổng thống có ảnh hưởng về mặt chính trị đến Việt Nam, dù vẫn chưa rõ liệu các thủy thủ Hoa Kỳ có bị nhiễm bệnh từ Việt Nam hay không. Về mặt chính trị, câu nói đó của ông Trump có ảnh hưởng. Vì như vậy, đằng sau câu nói đó là Việt Nam phải có trách nhiệm hơn trong việc hợp tác với Hải quân Mỹ. Vì Mỹ đến để giúp các ông trong vấn đề Biển Đông mà chúng tôi bị lây nhiễm. Vì vậy sắp tới đây, trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam phải hợp tác với Mỹ nhiều hơn. Và cũng ngay trong tối ngày 4 tháng 4 năm 2020, trang Tax & Post loan tin rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump đã chỉ trích Đại tá Crozier, cho rằng việc viên chỉ huy tàu viết thư cầu cứu gửi lên cấp trên xin sơ tán các thủy thủ ra khỏi tàu là hành động không phù hợp, trong khi Tổng thống thì đổ lỗi cho ông vì đã ghé thăm cảng tại Việt Nam, mặc dù chuyến thăm này đã được cấp cao nhất của Hải quân Hoa Kỳ chấp thuận trước đó. Đây là hình ảnh rất đông phóng viên Việt Nam và chờ đón sự kiện của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt ghé thăm cảng Đà Nẵng. Tại cuộc họp báo vào hôm 24 tháng 3, Đô đốc Michel, người đứng đầu các hoạt động Hải quân Hoa Kỳ, cho biết tại thời điểm tàu sân bay Hoa Kỳ ghé thăm Đà Nẵng từ ngày 5 đến ngày 9 tháng 3 năm 2020, Việt Nam chỉ có 16 trường hợp nhiễm cúm Vũ Hán mà đa phần ở tỉnh phía Bắc. Ông Quang Hiếu Minh nhận định thêm rằng lời trách cứ của Tổng thống Mỹ Donald Trump có tác dụng để Trung Quốc nghe, chứ không phải thực sự khiển trách ông Crozier. Chính quyền của Tổng thống Donald Trump từ trước đến nay xem Trung Quốc là một đối trọng quân sự tại vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông. Ông Quang Hiếu Minh nói thêm như sau. Ông muốn nói như thế để cho Trung Quốc nghe, chứ không phải để khiển trách thật sự. Tàu sân bay ghé thăm Đà Nẵng đã nằm trong nghị trình lớn của Hải quân Việt-Hoa Kỳ và Mỹ-Việt. Và quyết định ghé thăm này không phải là quyết định cá nhân của ông Đại tá. Liên quan đến phát biểu của Tổng thống Mỹ Donald Trump về Đại tá Crozier và chuyến thăm của tàu USS Theodore Roosevelt, Đài Tiếng nói Hoa Kỳ tiếng Việt đã liên lạc với Bộ Ngoại giao Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng để xin ý kiến, bình luận, nhưng chưa được phản hồi. Và thuyền trưởng của tàu sân bay USS Theodore Roosevelt, Crozier, đã bị sa thải sau khi ông nói Mỹ đã không làm đủ để ngăn chặn bùng phát dịch cúm Vũ Hán lây trên tàu sân bay. Đây là hình ảnh cờ đỏ sao vàng của Việt Nam được treo bên trong những ngày tàu sân bay này neo đậu tại Đà Nẵng. Rất nhiều phóng viên và quan chức Đà Nẵng đã lên tàu tham quan giao lưu với thủy thủ đoàn. Trong một bức thư, thuyền trưởng Brett Crozier đã thúc giục cấp trên hành động nhằm ngăn chặn việc lính Mỹ chết ngoài biển thời chiến. Nhưng quyền Bộ trưởng Hải quân Hoa Kỳ Thomas Modly nói rằng chỉ huy tàu USS Theodore Roosevelt đã đưa ra sự đánh giá vô cùng tồi tệ. Ít nhất 100 người trên tàu đã bị nhiễm bệnh, các báo cáo cho biết như vậy. Hôm thứ Năm, ông Modly nói với các phóng viên rằng thuyền trưởng Crozier đã bị sa thải do cáo buộc rò rỉ lá thư trên truyền thông. Ông nói bức thư tạo ra cảm giác rằng Hải quân Hoa Kỳ đã không phản hồi các câu hỏi của ông ta. Nói tạo ra định kiến rằng Hải quân Hoa Kỳ không làm nhiệm vụ của mình, chính phủ không làm nhiệm vụ của mình, điều này là hoàn toàn không đúng. Những thành viên chưa bị nhiễm của tàu sân bay đang bị cách ly tại đảo Guam sau khi giới chức của đảo này nói họ có thể ở đó bao lâu tùy ý, miễn họ không tương tác với dân địa phương. Và cho tới nay, các thủy thủ của tàu USS Theodore Roosevelt đã bị giới hạn không được cập cảng căn cứ hải quân. Đây là hình ảnh Trung tâm Kiểm soát Dịch bệnh tại thành phố Đà Nẵng đã thực hiện việc giám sát thân nhiệt toàn bộ thủy thủ trên tàu sân bay khi nhập cảnh vào Việt Nam. Bức thư của thuyền trưởng Brett Crozier nói gì? Đây là một câu hỏi được đặt ra. Thuyền trưởng Crozier đã cảnh báo Lầu Năm Góc rằng sự bùng phát bệnh trên tàu đang tăng tốc vì các thủy thủ sống trong không gian hạn chế. Chúng tôi không phải trong chiến tranh, các thủy thủ không cần phải chết. Bức thư dài 4 trang viết ngày 30 tháng 3 như vậy. Ông Crozier đã kêu gọi hành động mang tính quyết định, nói rằng các thủy thủ không bị nhiễm bệnh phải được đưa khỏi tàu và cách ly. Bức thư sau đó được báo San Francisco đăng tải. Trong một tuyên bố, các nhà lãnh đạo dân chủ của Ủy ban Quân sự Hạ nghị viện Hoa Kỳ cho biết như sau. Trong khi thuyền trưởng Crozier rõ ràng đã vượt ra ngoài quyền hạn, thì ông ta lại bị sa thải vào thời điểm quan trọng này. Là một hành thái vô cùng bất ổn, nó khiến cho các thành viên trong ủy ban của chúng ta gặp rủi ro cao hơn và gây nguy hiểm cho sự sẵn sàng của hạm đội. Sa thải chỉ huy tàu mà không điều tra kỹ lưỡng sẽ không giải quyết được cuộc khủng hoảng đang gia tăng trên tàu USS Theodore Roosevelt. Và khoảng 1.000 thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã kết thúc, tức là khoảng 1/5 thủy thủ trên tàu đang bị cách ly tại một căn cứ hải quân Mỹ trên đảo Guam hôm thứ Năm ngày 2 tháng 4, giữa lúc Hải quân Mỹ đang phải cố kiểm chế một vụ bột phát virus cúm Vũ Hán trên chiến hạm này. Đây là hình ảnh các thủy thủ lên bờ vào hôm 5 tháng 3 năm 2020 tại cảng Tiên Sa, Đà Nẵng. Trong một bức thư dài 4 trang mà các quan chức Mỹ xác nhận với Reuters vào hôm 31 tháng 3, Hải quân Đại tá Brett mô tả tình hình ảm đạm trên tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân, trong khi càng lúc càng nhiều thủy thủ xét nghiệm dương tính với loại cúm Vũ Hán này. Ông yêu cầu sơ tán hơn 4.000 thủy thủ để đưa lên bờ cách ly, nhấn mạnh rằng không hành động là không làm tròn bổn phận bảo vệ sức khỏe của các thủy thủ, mà ông cho là tài sản đáng tin cậy nhất của chúng ta. Bức tâm thư đã rò rỉ ra ngoài và gây lo âu cho gia đình các thủy thủ ở San Diego và đẩy Lầu Năm Góc vào thế thủ. Quyền Bộ trưởng Hải quân Thomas Modly nói ông không muốn đồng ý với hạm trưởng Crozier rằng có thể để lại 10% thủy thủ trên tàu nếu cần. Ông nói như sau: tàu chiến này có vũ khí, đạn dược trên đó, đòi hỏi phải có một số nhân lực nhất định để bảo đảm an toàn và an ninh cho tàu. Theo Reuters, khi được hỏi đã tới lúc sơ tán tàu sân bay này hay chưa, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Max Eppe đã nói: tôi không nghĩ là đã tới thời điểm đó. Ông cho biết không có thành viên thủy thủ đoàn nào đang bị bệnh nặng và chúng tôi đang cung ứng và hỗ trợ y tế cho tàu sân bay ở Guam. Chúng tôi đang cung cấp nhân viên y tế như yêu cầu, ông Epson đã nói, và cho biết thêm rằng mục tiêu vẫn là khống chế cúm Vũ Hán. Và cũng theo ông Brett Crozier, thuyền trưởng bị cách chức vì bức thư cầu cứu về đại dịch Vũ Hán trên tàu sân bay Theodore đã xét nghiệm dương tính với cúm Vũ Hán. Tờ New York Times ngày 5 tháng 4 đã dẫn lời hai người bạn học cùng lớp với ông Crozier tại Học viện Hải quân tiết lộ như vậy. Đây là hình ảnh các thủy thủ tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã có chuyến thăm trường và giao lưu cùng sinh viên Đại học Đông Á Đà Nẵng vào hôm 7 tháng 3 năm 2020. Trước đó, quyền Bộ trưởng Hải quân Mỹ Thomas Modly đã tước quyền chỉ huy của thuyền trưởng Crozier sau khi ông gửi bức thư đến thượng cấp cầu xin Lầu Năm Góc hỗ trợ thủy thủ đoàn mắc cúm Vũ Hán. Lá thư đã được cung cấp cho giới truyền thông Mỹ. Tuy nhiên, hàng trăm thủy thủ trên tàu sân bay USS Theodore Roosevelt đã công khai thể hiện sự trung thành của họ đối với thuyền trưởng Crozier khi ông phải rời khỏi tàu. Thuyền trưởng Crozier, các thủy thủ trên bong tàu chiến đã hô vang và vỗ tay chào tạm biệt ông Crozier. Đoạn video ghi lại khung cảnh này được lan truyền trên mạng xã hội ngày 4 tháng 4. Đó là cách chúng tôi thể hiện sự trung thành đối với một trong những thuyền trưởng vĩ đại nhất, một người nói trong đoạn video. Tổng thống Mỹ Donald Trump vào hôm 4 tháng 4 đã mô tả bức thư là không phù hợp và ông cho rằng ông Crozier làm một điều khủng khiếp. Trong khi đó, cựu phó tổng thống Mỹ Biden chỉ trích việc cách chức thuyền trưởng Crozier là tương đương với tội phạm, một người đứng lên nói những gì cần phải nói, nhận ra thủy thủ của ông đang gặp nguy hiểm. Người đàn ông này lẽ ra phải được ca ngợi chứ không phải bị mất chức. Ông Biden đã nói với đài ABC News như vậy. Và Việt Nam là một đất nước nằm ở vị trí chiến lược rất quan trọng, có tác dụng bọc lót biên giới phía Nam của Trung Quốc. Và Đảng Cộng sản Trung Quốc vẫn tồn tại nếu giữ điều khiển được Đảng Cộng sản Việt Nam phục vụ cho ý đồ này của Bắc Kinh. Sự xuất hiện và gần gũi của Mỹ với nhà cầm quyền tại Hà Nội có lẽ là một cái gai trong mắt Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Vì vậy, biểu tượng sức mạnh là tàu sân bay Mỹ phải bị triệt hạ, và điều đó có thể đã diễn ra trong một âm mưu đen tối ở Đà Nẵng từ hôm 5 đến 9 tháng 3 năm 2020 khi chiếc tàu này cập cảng. Cúm Vũ Hán đã giúp cho Bắc Kinh làm được điều đó. Và lời nhắn của tướng Trương Giang Long về những hoạt động của gián điệp Trung Quốc tại Việt Nam là có cơ sở, và Việt Nam thêm một lần nữa nhận ra sự nham hiểm từ người đồng chí đến từ phương Bắc. Các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời Báo .de ngày hôm nay thứ Tư ngày 8 tháng 4 năm 2020. Các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời Báo .de để luôn cập nhật được những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời Báo .de